Chào các cháu nhá. Bây giờ cùng ông đi ra thăm cái vườn rau cải của hộ gia đình đang làm, bây giờ đang thu hoạch nhá. Chuẩn bị đang thu hoạch, chuẩn bị thu hoạch đây. Này bắt đầu thu hoạch. Đấy. Chào cháu nhá. Đây, giới thiệu với cháu đây. Rau này rau sạch, không phun, không thuốc trừ sâu. Đây. Đấy, đúng rau đấy. Rau đẹp không? Rất đẹp nha. Xa xa kia là hai vợ chồng đang thu hoạch rau. Đấy. Đây là cái này là cải thìa. Cái này là rau cải thìa này. Nè. Nè. Đấy, luôn rau cải thìa đấy, rất đẹp. Đã tỉa bớt đi một ít rồi. Đấy. Hôm nay là thu hoạch để bán. Đấy. Giới thiệu cho cháu ấy. Đấy. Thì xa xa là hai vợ chồng đang ngồi đấy. Ngồi quay mặt lại với nhau đấy kia mới thấy tình cảm kìa. Đấy. Đấy, người ta dổ rau người ta phải dổ này chứ không không quay lưng riêng thì nó ấy đấy. Cái vườn rau không? Vườn rau của gia đình ấy, rau sạch. Nó giới thiệu các cháu thế đấy, rau sạch. Bên kia là cải bẹ bán con giống hả? Cái đây bán con giống chưa? Ờ đấy, đúng thì nhìn tôi biết ngay. Đây, cái này cải thìa. Đây, đấy. Số đã thu hoạch rồi. Đấy. Đấy, bó thành bó xếp thành từng hàng một đây. Đấy. Cái này là rau này là bán cân hay bán gì đây? Là chủ nhà. 15.000 một ký à? Yeah. Thế bán này bán được cái giá nhỉ? Đúng hay không được mấy đây. Cứ một lứa rau này là được thu được 20 triệu. Đấy. Đây. Mấy lứa rau này, đấy rau gia đình đâu. Ừ, người anh đẹp kìa, đấy. Người anh còn đẹp đấy. Đấy, người còn đẹp đấy. Đấy, đấy, dày đi dày kìa, đấy. Đấy đấy, dày tây đấy, đấy. Dao cắt bằng loại cắt rau bằng loại dao rất là sắc bén, rất là tươi tắn. Đấy, thấy chưa? Đấy. Ô cái này tưởng là rau này tưởng mang ấy là cải lẩu chứ. Cả lẩu cả ấy đây. À, sao lại rắc chung nhau cải lẩu à? Cái này là nó là bây giờ phải rắc hỗn hợp thì đấy, nó mới bảo vệ cho nhau được. Vừa ấy là vừa thông báo với lại chủ mua rau để chuẩn bị mang xe về để chở. Đấy, điện thoại đến nơi đến chốn luôn. Đấy, rau này. Cái này là làm rau mô hình. Rau mô hình đấy. Là việt gác. Đấy, giới thiệu cho cháu này. Đấy. Những luống rau dài tắp tít tắp gần cây số cây một luống đấy, thấy chưa, rau đẹp này mà. Rồi. Giới thiệu này là cái này là cũng phải được một cân chứ, và một kg đấy, một cân à, một kg đấy là 19.000 hay 15.000 à, 15.000 cân này. Đấy, cải rất là ngon mà coi như là không 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 thuốc trừ sâu không gì cả. Chỉ có đấy, phân bón hữu cơ thôi. Đấy, phân hữu cơ đấy, tưới nước sạch. Đấy. Thầy giới thiệu các cháu nha. Đấy, mô hình đây là nhà ông Biên ở Hùng Xuân 1. Đấy. Đây cái luống này đã thu hoạch một luống rồi. Đây luống thu hoạch. Một luống này được tầm khoảng bao nhiêu? 70 cân. 70 cân. À đấy. Một luống này là 70 cân nhá. Giới thiệu các cháu đấy. À, để các cháu thấy được gia đình làm đấy, vất vả lắm. Nhà nông thì vất vả rồi nhưng mà cũng thu hoạch cũng được đấy, ngày công cũng cao đấy. Đây, đây kia là mới khoản này là mới làm từng này bó để mang đi mai đi chợ. Đi chợ hay giao không giao hoa ấy đây? Chợ như người ta dặn rồi, mang ra cho người ta lấy. À đấy, mang ra chợ thôi nhưng mà cũng đặt nhà hàng hết rồi. Đấy, rau xếp thành từng hàng của đây. Thấy chưa? Thấy vợ chồng cái tình cảm làm rau này mới là thành thành rau này. Thỉnh thoảng lại cấu rau ra. Đấy thì là cấu tí để cho nó thử rau cho nó. Rau cho nó lên đấy, luống rau à. Đấy, muốn luống rau này. Đấy. Giới thiệu với cháu thế để biết được cái cháu có thấy hay không. Thấy nhà nông mà tích cực làm này là cũng phải đấy, cái luống rau này. Tưởng cái này là mình tỉa đi xong là mình để mới ít để cho cây nó to chứ. Không, bây giờ người ta ăn rau non. À, ăn rau non đấy, rau non. Thế này tối ra đi ngủ ngoài này không?
không, bây giờ dân nó tự giác không phải ngủ về À, bây giờ dân tự giác rồi à? Không không phải về ngủ nhà à? có đệm nó mới êm. À thế à? Ừ đấy, rét này mà không về nhà thì cũng sợ nhỉ, đúng không? Ừ. Nên nằm ngoài này thì cả hai đứa ra thì cũng êm dở. Đấy đúng không? Ra đây Nhà cũng lại đứng để. lửa. À đấy đúng. Đấy, giới thiệu với cháu đấy, nhà là cũng xa xa đấy, cách đây khoảng cây hơn cây đấy, nhưng mà làm được cái những vườn rau này là hơi tuyệt vời đấy, cố gắng lắm, cũng tranh thủ từ giờ đến tầm khoảng 7 giờ tối hoặc 8 giờ mới về nhà đấy, chứ không phải ít đâu. Thì rau đấy bó thành từng bó để xếp đấy, vườn rau này. Một ruộng này thu hoạch phải 2 buổi chứ, Ba buổi. Ba. 3 buổi mới hết Bây à? giờ lấy nhiều loại, không phải lấy Ờ một loại. đúng rồi. Thế bây giờ xong là mai ngày kia lại coi như sới lên để rắc tiếp chứ. Sới cho đất nó nghỉ ngơi, cho nó khô ải ra À, đã, xong cho lại quay lại đất. nó khỏi sâu bệnh đúng Vừa không sâu bệnh không? mà lại được đất được nghỉ. Ừ. Đấy. Cháu theo. Vì nguồn đất tôi có Chuyên nhiều. ngô. Tôi có 1 hectare đất để làm rau màu này. Đấy. À, đấy. Nhà nhiều nhiều đất lắm. Đấy toàn là đất màu này. Đây. Chứ không Bà vợ tôi là trước là trắng như trứng gà bóc, làm rau à. nhiều nắng nó phơi Phơi à, thế hả? Nó phải thế đấy, mưa gió rồi này về kia đã xi. Mưa gió đấy, dạn dày sóng gió đấy, thấy chưa? nhưng Đấy, mà lao động cứ tí vất vả nhưng mà vui lắm, vinh vui quang lắm. đấy, mà lúc nào cũng gần nhau đúng không? Bà Cứ lại bà lại lại còn rèn luyện sức khỏe. đấy 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 đúng đấy đấy, thấy, thấy chưa? Đấy, các cháu thấy nha, thấy gia đình nhà nông đấy. Ừ. Thế không cho đứa con nào ra à? À nó đi học à? Năm nào nhà nước cho cấp cho cái bảng gia đình văn hóa đấy. Đấy chắc là chắc cuối năm này chắc có rồi. Ừ. Đây là nhiều lắm, đây là tất cả khu vực này. À, bây giờ mới giới thiệu các cháu là cái toàn bộ khu vực của gia đình nhá. Đấy bác cải bây giờ mới giới thiệu nhá, còn bên đấy thì mới quay để các cháu thấy là thu hoạch của nhà nông. Ừ. Thu hoạch của nhà nông đang thu hoạch, còn đây là bây giờ mới giới thiệu này. À, nhiều loại lắm. Bây giờ mới là toàn Ừ, cảnh. bây giờ toàn cảnh của khu vườn này. Ui đấy, toàn cảnh khu vườn nhá. Thế còn bên dưới kia là người ta khác đấy, toàn cảnh khu vườn đấy. Rồi thu hàng tháng mấy tháng mới hết rau được, hết lứa này lứa kia, hết cái bắp cải là đến cải bẹ cải thìa đấy, thế thì không cho đấy Rau chứ. đấy. Chuyên lúc nào cũng có rau. Rau đây. Ừ. Lúc nào cũng có rau. Để rau này. Đấy, Ngon quá. rau lẩu. Nhiều lắm. Ừ. Yeah, đấy, xuống rau thấy không? Đấy, cũng giới thiệu các cháu để các cháu thấy được nhà nông vất vả nhưng mà cũng cố gắng làm được những cái luống rau mà tuyệt vời. Đây là mấy năm rồi? Là mấy năm rau ở đây rồi? 5 năm rồi. 5 năm đấy. Có khả năng còn hơn đấy nhỉ, hơn 5 năm rồi đấy. Không Đó. không Ừ. không ghi vào sổ sách nhưng mà Ừ, đấy. 5 5 năm rồi. Mới nhớ 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 thế mới 5 năm thôi. Nhưng mà chắc phải chưa khỏe hơn. Đấy. Ừ. Thì đấy tất cả cái này là của gia đình đấy. Đấy. Để con để cho các cháu thấy được là cái cách làm của nhà nông là rất là thuận lợi để đấy rau này rau không để cho đấy. Hết Đấy. chương trình ngay. Đấy, Hết các giờ cháu hết nhá. chương trình. Đấy. Giới thiệu với cháu đấy, rau rất đẹp nhá. Nhưng mà ông làm chỗ Đâu này đây có đấy. bảo không được không? Đấy thì để Làm cho chỗ giới này đâu thiệu mà được không? các Chỗ cháu này thì là các cháu thấy chỗ được. này đâu mà. Đấy, cũng giới thiệu các cháu đấy, đây là rau sạch của gia đình. Đấy. Một chủ gia đình là làm cái khu ruộng này rất là đã được 5 6 năm này. Đấy, thời gian rất dài, rất cố gắng. Đấy. Số rau này, để rau này. Rất đẹp nhá, giới thiệu các cháu để các cháu thấy và ủng hộ gia đình nhá và ủng hộ ông nhá, bấm nút like nút thích để ủng hộ nhá. Đấy, ông giới thiệu nhiều cái gương mặt tiêu biểu của nhà nông và đã làm được. Đấy, phải giới thiệu các cháu những cái gia đình mà làm ăn tân được để các cháu thấy là như này là tốt. Đấy, rau này rau rất sạch nhá. Đấy, cũng vất vả lắm, làm rau này là vất vả. Đấy, như bây giờ là đây khu vực này đấy chỉ có phân hữu cơ thôi, phải ngâm phải ủ phân hữu cơ để đưa ra rải lên xong là cày bừa lên đấy. Đấy, tình cảm hai vợ chồng cùng làm thế này nó có tình cảm
Nếu đấy, cô giới thiệu với các cháu nhé, để các cháu thấy đây đấy. Đấy. Ừ. Đi làm này là có hai vợ chồng đi làm. Ừ. Thế Chào con các cháu cái nha. thì ở nhà đấy, đây đây trẻ đấy. Đấy. Cũng trên 50 rồi mà trông trẻ lắm. Ngon lành Đây lắm. còn trông ngon lắm, trông ngon. Con trai đấy. Và làm này là làm suốt ngày được. Đấy, tiểu hiện đây. Cái này là cái cái. Đấy. Đấy, bó thành thường bó này. Đấy. Để mai đi chợ nhưng mà giao cho nhà hàng rồi. Người ta lấy được. Cũng qua video của ông các cháu thấy hay thấy thích thì bấm cho ông nút like nút thích nhá để ủng hộ ông và tạo điều kiện cho gia đình nhá. Xin chào các cháu nhá, chúc các cháu mạnh khỏe nhá. Đấy, là làm gì cũng được. Đấy, video khác ông sẽ giới thiệu với các cháu là cái mô hình đẹp hơn và hay hơn, thu hoạch được nhiều cái rau hơn. Xin chào các cháu nhá.